Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành nghị quyết số 27 về đề án phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng và công tác dân số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đề án này, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 138 để thực hiện với sự tập trung đầu tư nguồn lực mạnh mẽ cho y tế cơ sở, tuyến đầu trong khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Hưng Yên có 100% trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế tuyến xã thực hiện tối thiểu 90% danh mục kỹ thuật của tuyến mình. Duy trì 100% xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế trong giai đoạn mới, 100% dân số được theo dõi quản lý sức khỏe trên phần mềm điện tử, trên 98% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. Tuổi thọ trung bình của người dân Hưng Yên đạt 75 tuổi, giảm tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh về mức 118 bé trai trên 100 bé gái. Để thực hiện các mục tiêu này, kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2021-2025 là gần 1.000 tỷ đồng, chủ yếu từ kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 10 trung tâm y tế tuyến huyện, xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm y tế xã, đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho 155 trạm y tế tuyến xã, xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng tại 15 cơ sở y tế. Thời gian qua, nhất là giai đoạn tổng lực phòng chống dịch Covid-19 cho thấy vai trò của y tế cơ sở và y tế dự phòng rất quan trọng trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân nhưng chưa được đầu tư đầy đủ và đồng bộ.